Vâng, cái bản đồ hơi dị. Map bản đồ hơi dị anh em ạ. Vâng, bên kia thì họ có AC. AC của Kamachi này. Pan của Gunny. Phô của màu 7 Tịnh Văn và cho son của game thủ Long Lê. Vào trận đấu thứ tư, chúng ta đang để đối phương dẫn trước với cách biệt là 3 trận. Vẫn chưa có chiến thắng nào dành cho các game thủ của Canon FPS. Và tiếp tục là một trận đấu nữa mà quân chúng ta sẽ được đánh giá là yếu hơn ở đời 3. Vâng. Vâng, em nhấn mạnh cái việc là chúng ta quân của chúng ta sẽ là yếu hơn ở đời 3, nhưng ở đời 4. Nếu như chúng ta có được con bài Mi Hoan mà vâng đánh được cùng à khỏe và vẫn cơ cấu để có thể là vừa thủ khỏe vừa bơm được đồ cho những người đồng đội của mình và kéo dài trận đấu về lâu hơn về đời 4, thì quân bên mình đời 4 sẽ tươi hơn rất là nhiều. Nhưng nếu như chúng ta có những cái bài đấu khỏe mà có thể giải quyết được trận đấu ở đời 3 thì là tốt nhất. Nhưng cái chất quân cũng đang hơi khác, họ vâng có phù thủy này, có toàn lạc đà thôi. Vâng, ban 4 AC, nếu như ba quân đó, những quân mà đánh chém ở trong trận đấu này họ có thể đánh chém thì họ sẽ đánh toàn là lạc đà. Khi đó thì bên mình thì toàn ngựa chém thôi. Không phô á? À ơi nhỉ, toàn anh em chờ cái nhé, em check lại quân đấy. AC này, min này, pan cho son, AC min pan cho son anh em. Rồi, xin lỗi anh em, AC min pan cho son nhé. AC min vâng, pan cho son. Rồi ok, đây mới là chính xác, quân chính xác. Vâng, không cho ông kỹ thuật bên Sài Gòn quay rồi mình tự ra quay một quân vẫn xấu. Vâng, đổi gió một tên một quân vẫn cứ là xấu hơn. Tức là quân thì không đến mức là tịt từ đầu đến giờ, các trận đấu quân không thể gọi là tịt dành cho các game thủ của FPS được, nhưng cơ bản là đội bạn họ vào những cái chất quân và những cái thế đánh dễ đánh hơn so với chúng ta, dễ đánh hơn rất là nhiều. Chưa kể là map đấu trận thi đấu thứ ba vừa rồi chúng ta có một bài Greg coi như không, vâng coi như không có, lên đời siêu muộn. Đây là màn hình máy Mạnh Hào đảo qua các màn hình máy khác. Đây là Zoman của game thủ anh Huy. Huy đang có cho mình bầy hiêu, voi và quả phụ được. Bài Huy ổn. Bài Huy rất ổn luôn với bài Zoman này. Bài Zoman ngoài cánh. Trở lại với màn hình máy của game thủ chim sẻ. Sẻ cũng đang là một bài có hiêu có voi về. Ba voi ở đằng khác. Và ngay lập tức sẻ đang đẩy con ngựa giò của mình đi để có thể tìm và check xem ở đầu cánh của mình là nhà màu mấy. Trận đấu này khả năng đến vâng 90% sẽ có một nhà nào đó vâng kẹp xăm ở trên cùng góc 12 giờ. Đó là điều mà các game thủ bên phía FPS cần phải chú ý, bởi vì góc 12 giờ đang rất rộng. Còn đầu cánh chim sẻ thì vâng cũng có thể sẽ là ở 6 giờ. Và cái thế sắp xếp kiểu như này, nếu như là có kẹp xăm thì đội bạn sẽ trải dài từ 6 giờ lên 9 giờ và một nhà nào đó 12 giờ trường hợp có kẹp xăm. Vâng, nếu như không có kẹp xăm thì map này thực sự nó quá dị. Và Mi Hoan 6 là Mi Hoan Gunny. Vâng, Hào gặp màu 6 trên 12 giờ, như vậy đúng chính xác là có một người kẹp xăm. Và tổng lượng voi của chim sẻ đến thời điểm hiện tại đang có đang ít nhất là 5 con voi rồi. Liệu có con thứ 6 không? Và một bài chém, vâng, chim sẻ đã bắt đầu có vẻ cáu đến từ chim sẻ rồi. Rất ít khi chúng ta thấy chim sẻ sử dụng những bài đánh kiểu vâng ép sớm chém khô máu với 23 dân. BL và BM đã được thiết kế một trận đấu kích đời 9-4 mấy đây. Vâng, sẻ đã bắt đầu cơ cấu dân để đi ăn cho mình bãi vàng. Bãi vàng này hơi xấu, buộc phải ăn bãi vàng xa. Đẹp hơn, 6 giờ có rồi, tín hiệu bãi đá với nước ở đây là tôi chắc chắn có rồi anh em ạ. Đầu cánh chia sẻ khẳng định là 6 giờ luôn rồi. Vâng, Huy gặp Pan ở đầu cánh bên kia, bài Huy cũng là bài đẹp. Cố cân lấy Pan đi em. Mạnh Hào báo về là vâng sẽ làm gì được đó, được vào nhà màu 6. Mạnh Hào có một bài khỏe. Hy vọng là Hào sẽ tươi trước nhà màu 6 để Huy có thể thoải mái hơn trong việc cân Pan mà không
để bị thu hút bởi cái nhạc kẹp xăm. Con ngựa giàu chim sẻ đi và màu 8. Như vậy là cho son ở 6 giờ. Game thủ Long Lê. Một bài kích 940 à 94x đến từ game thủ chim sẻ. Và Long Lê thì cũng đang có con giò đẩy ra. Giò của chim sẻ là giò công giáp đầy đủ, còn Long Lê thì không. Chọc giò rất khó chịu và an toàn đến từ chim sẻ, không để bị đối phương họ phải e nhốt giò. Chắc cú 1L1P, sóc đơn kẹp phù thủy thì chắc chắn là chim sẻ sẽ có cực kỳ nhiều lợi thế trước trước Roman. À trước cho son của đối phương. Bây giờ là những con dân làm gỗ và mất rất nhiều dân gỗ đến từ màu 8 game thủ Long Lê. Sẻ đang có quá nhiều lợi thế và bây giờ thì thậm chí là Long Lê còn đang chưa lên đời. Vâng, chưa lên đời đến từ màu 8. Bây giờ mới nhảy đời xong. Bắt đầu có những tín hiệu tươi mới hơn dành cho game thủ bên phía cửa lan FPS rồi. Hào thì sao? Hào đang công ở nhà 16 Miwan. Liệu rằng Miwan có dám đánh thẳng cung ở trong trận đấu này không? Như vậy là đánh chém. Hào đang có một nhà P công lên. Màn hình máy của game thủ Nam Sukiu. Ổn ổn ổn, lát nữa quay lại với Nam sau. Còn Huy, cân được Pan không? Pan 17 của Tịch Văn. Có L2, sọc đơn kẹp phù đối đầu với Pan. Cũng là một lựa chọn phương án chiến thuật chuẩn để đối đầu với Pan. Chỉ cần hù tươi tươi thôi là có khi là mút được đấy. Trở lại với chim sẻ. Sẻ thì vẫn. Vâng, Hào báo về thì màu 6 ở bên kia gọi là chờ chết. Hào đang rất tự tin và có vẻ là các game thủ của FPS đang cảm thấy rất cáu rồi. 6-3 trận thua liên tiếp. Và bây giờ là một trận quân xấu hơn. Hào báo về là fit luôn màu 6. Fit luôn màu 6. Vâng, có một bề thủ nhưng Hào mang cả dân lên để ôm. Rồi làm sao? Làm sao? Làm gì? Vâng, Hào còn đang bo nhà hộ Gunny này. Hào còn đang bo nhà hộ Gunny này. Vâng, Hào đang bo nhà hộ Gunny luôn anh em ạ. Ôi rồi ôi. Vâng, nào chắc có đem BB thôi. Rồi bo nhà hộ luôn. Vâng, tiếp tục về. Nhưng tên này thì Gunny vẫn đang có thể chạy thoát được ít nhất là 4 thằng dân. Vâng, 4 thằng dân vẫn có thể chạy thoát được trong tuần này. Một tuần ôm rất tuyệt vời đến từ Mạnh Hào. Như vậy là Hào đang thắng cánh hoàn toàn. Nhà kẹp xăm đã chết. Nhà kẹp xăm đã chết. Và bây giờ thì trở lại với chim sẻ ở cánh bên này. Vâng, sẻ dường như bị một tuần vừa bị ai đó tạt vào nhà. Khỏe thì hắn ra. Bao giờ khỏe thì hắn ra thì cắt cho chim sẻ chục con cung A. Vâng, cắt cho chim sẻ chục con cung A đứng kê ruộng rồi. Thì chim sẻ sẽ đi phay tất. Và màu 5 AC vừa có một tuần đẩy nhẹ vào nhà của game thủ chim sẻ. Màu 8 thì vẫn đang tích được vài con ngựa chém ở trong trận đấu này. Làm sao? Vâng, sẻ vẫn đang thời điểm hiện tại thì vẫn đang tạm thời cân đôi. Đã là 18 phút trong game rồi. Ôi không, mất bãi vàng đến từ chim sẻ. Vâng, việc chúng ta có một con Miwan thì việc một nhà nào đó phải cân đôi ở đầu cánh. Không, Hào cứ đi đánh đi. Đi đánh đi. Đang thật có thằng này 53/60 đang khỏe rồi, đã di chuyển tới mỏ vàng của chim sẻ rồi. Thời điểm hiện tại cứ châu quân ra đã nhá. Thời điểm hiện tại cứ châu quân ra đã. Rồi có đạo cung A đứng ở. Chơi đi em. Rồi ra kê cho chim sẻ. Ra kê chim sẻ. Để sẻ có thể đi quân đi quản. Và đi đánh nhau. Miwan lại quân thủ khỏe. Trở lại với màn hình máy của game thủ Nam Skill 59. Hơi ít nha, chỗ này là hơi ít đấy. Nhưng em cũng phải cẩn thận ở nhà. Lát nữa nhiều quân hơn nữa thì mới nghĩ đến việc bổ sung thêm. Còn bây giờ thì cứ thế này đã. Quay trở lại với cánh bên kia. 42 của game thủ Anh Huy. Nhưng Pan của màu 7 vẫn đang khỏe. Có Mạnh Hào không? Đấy 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 đấy. Đây đang đấu quân đấy đấy. Nhà nó luôn đấy. Thằng sẻ vẫn đang bị rỉa khá là đau. AC đang đẩy quân rất rát. Thôi nhá, bỏ nhà sẻ nhá Lam nhá. Em không được đẩy thêm quân sang nữa. Không nào nó bắt. Khỏe ra đi. Sẻ sẽ chủ động là người chạy về hồi. Đã đến phút 21 rồi. Sẻ cầm chân 2. Vâng. Sẻ giữ vâng cân cánh đến thời điểm thứ 21 là đã quá tuyệt vời rồi. Còn ở cánh bên này thì Hào và game thủ Anh Huy đang làm tốt. Vâng, màu 6 đã chết. Màu 7 Pan đã bay.
Bây giờ thì Hào và Huy sẽ là người những người áp lực sang cánh bên kia vào nhà của màu lăm, game thủ Kamachi. Và trường hợp mà Kamachi không đẩy được giáp, hoặc là Nam sẽ đẩy cung ở đời 3, hoặc cũng có thể là lên 4 luôn. Thích thì đánh đời 4 bây giờ. Thích thì đánh đời 4 luôn. Vâng, nhà AC xấu này. Nhà AC xấu này, cứ quấy thôi em. Không cần phải là đẩy ốp nó đâu. Quấy thôi, Hào đang là người giữ nhiệm vụ đi quấy. Và vẫn đang bớt lại một vài đơn vị quân quản lại nhà màu 6, để màu 6 không ngồi được. Đúng rồi, áp lực đến từ Mạnh Hào sang sẽ là tương đối nhiều, để khiến cho màu 5 game thủ Kamachi không dám đẩy quân tất tay. Vâng, thế trận lúc này là thế trận mà chúng ta đang có cực kỳ nhiều lợi thế. Màu 8 đã yếu trước chim sẻ. Em sóc dân lên 4 luôn, được. Một lát nữa thôi, bơm những người đồng đội hồi khỏe ra sau. Sẻ thì bây giờ cứ ăn với cả quản màu 8 thôi, cũng thì quấy quấy màu 5 thôi. Còn đâu thì vâng, ở nhà của Nam và Hồi. Vâng, thịt vàng nhẹ. Một tên thịt vàng nhẹ với cái tham lai 9 bằng 94 của mình. Rồi, vít quân ra, vít quân ra, vít hết quân ra. Tăng A đi. Sẻ ơi, kịch góc hồi cực đẹp em ơi. Kịch góc. Nam nó bao hết nhà rồi, bao quanh hết nhà rồi. Thích hồi ở đâu thì rồi, kịch góc có bãi quả đấy. Ngay 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 cái chỗ mà bãi cô em ăn đấy. Check check về sát nét bản đồ lên trên là có hiệu mấy quả để hồi nhá. Màn hình máy của Huy ở cánh bên này, Huy tham lai là 50. Và AC đang có một tên đẩy lệch sang cánh bên này. Ý đồ rõ ràng của Kamachi là cố gắng cô lập Miwan và đánh hết các nhà xung quanh. Bắt tươi. Đúng nhà chính của Huy luôn. Nào vào đây. Nào vào đây. Nào vào đây chặt chân. Từ từ, đang bắt thằng Phan đằng sau. Đen mấy cái ruộng đi, đen mấy cái ruộng đi. Đen mấy cái ruộng đi, đen hết nhà đi. Rồi phải hết rồi, đen hết nhà đi. Sao mà sục sục nó. Đen mấy cái ruộng đi có phải dễ không? Tuần này không bắt được này. Rồi, vẫn còn 6-7 con. Tuần bắt quần hơi lỗi. Vậy đen cái SKE cái bãi vàng cả ruộng đi, có phải của mình có cái thế dồn quân bắt nó dễ hơn không? Thành ra lại không bắt được thì. Tích quân lại thôi, tích quân lại đánh chậm lại một chút. Tích quân lại đánh chậm lại một chút. Vâng, sẻ thì cũng đã thực chủ động về hồi rồi đây. Khu vực này sẽ có đồ ăn hoang để hồi thì sẽ hồi rất nhanh, lở dân cực nhanh luôn. Hai nhà chính sóc dân đều, màn hình máy chủ lực. Ồ, cũng có cung A đến từ game thủ Gunny đẩy vào mặt yếu. Coi chừng tờ này nha. Đúng thời điểm mà Nam vừa đẩy quân, kéo quân về. Tập trung thủ, tập trung thủ. Nam đang bị một tên bị dâng Nga của màu 6 từ phía đằng sau lưng. Đúng, nó vừa đi quân, đi hai kích rồi. Đi quân cũng phải tập trung, thật tập trung ở nhà. Nhà màu 5 nó rất xấu, nó không có gì cả. Tập trung thủ chắc đi. Vâng, cung A đã là cung A lửa rồi, hơn rồi. Lợi thế hơn rồi. Xây thêm nhiều A ra, tham lai 130. Mình nghĩ rằng là tơn ở nhà thì vẫn có thể thủ thoải mái thôi. Kia sẻ dẫn game. Từ từ, đây bây giờ mới ăn được này. Đánh chủ lực vẫn đang có một cái gì đó nó hơi... Và khiến cho chúng ta không yên tâm. Mặc dù thế trận là thế trận thắng, thế trận là thế trận đã thắng từ lâu rồi, nhưng cảm giác vẫn chưa thể tạo ra được sự yên tâm dành cho các fan hâm mộ, những khán giả của AOE, vâng, của team AOE SBS. Thế trận này thế trận cực kỳ lợi thế đấy. Thế trận chỉ còn đánh thêm một lát nữa thôi, đỡ xong tên này thôi là win. Chả cần cái gì đâu. Đỡ xong rồi, Gunny là bài dâng Nga, làm gì có gì. Hào quản lại chỗ giữa nhà Hào và nhà của ấy, ấy của Lam ấy, nó dâng Nga đấy đấy. Tân quân đi công thì kệ đấy, đứng lây chở A rồi vứt đấy, được. Tập trung cơ cấu nhà lại tân này cho anh. Tập trung cơ cấu nhà lại tân này cho anh thôi. Còn cái tân quân đi công kệ đấy, vứt bỏ, coi như chết rồi đi, đứng ốp A, vứt đấy. Đỡ mất tay, tập trung thủ nhà, cơ cấu lại nhà.
Vâng, chưa có tầm xa ba kìa, tí thịt gỗ. Thịt gỗ cho vào vòng 1. Nâng cái tầm xa 3 lên em. Tham này tụt xuống 88. Lý do vì sao mà chúng ta có thể vâng, cảm giác là chưa thể yên tâm được. Vâng, tờ này cũng đang khiến cho những nhà hồi phía bên trong bị ảnh hưởng vào rất nhiều. Rất nguy hiểm. Nam cần phải kéo thêm nhiều dân ra nữa. Bây giờ thì hơn công nghệ đối phương, hơn cả tầm xa. Kìa Hào kìa, thằng sáu nó hồi chỗ giữa anh nhà kìa. Nhìn thấy chưa? Đây rồi, rồi. Bây giờ phải vào vã nó đi. Làm nó sồn ra nữa là xong, bay cái hốc này nữa. Đang ra rồi, ta ốp thẳng A nó luôn em ơi. Chém luôn đi, nó đi hết quân ở nhà, nó không có gì đâu ạ. Đấy, nó còn tí chỗ này thôi. Làm đẩy cả quân ra nữa là xong rồi, đánh bay cái hốc này đi. Rất khó chịu, một tình huống mọc nhọt đến từ game thủ vâng, đến từ game thủ Gunny vào phía đằng sau mông nhà game thủ Nam Skill, đúng mặt yếu luôn. Vâng, chui vào đây hồi và dâng A rất hiểm đến từ game thủ Gunny. Kinh nghiệm đúng không ạ? Vâng, cái gì thì cái. Làm đây chờ 6 đi nhá, ốp được A rồi đấy. Em ra nữa làm gì? Em không phải ra 6 nữa, Huy. Em không phải ra nhà, không phải ra chỗ đấy nữa. Chỗ này nó chết rồi, đi quản ở ngoài đi, quản lại nhà cũ cũng 7. Nó hồi tất 6 giờ đấy. Trẻ bỏ 6 giờ lâu rồi đấy. Nó hồi tất 6 giờ. Trẻ đã bỏ 6 giờ từ rất lâu rồi. Ôi giời ơi, khổ thân ông trẻ, khổ thân ông em tôi. Chui vào thế này rồi còn không yên thân. Kích đi được, tầm này đánh thế nào thì đánh được. Không thì bơm cho nó khỏe ra đi được. Chả top. À, lại chui về nhà cũ này, chui về nhà cũ này. À. Chui về nhà cũ này. Còn có 4 thôi, tháng nay Gunny chắc còn 4 dân đấy thôi, hết rồi. Thôi Hào bơm tiếp đi xong cầm chém đi quản Hào. Bơm cho cả xẻ cho nó hồi cho nhanh. Tí tí. Thôi Hào không lên 4 nữa. Hào sẽ là không lên 4 nữa, để vừa là đi quản, vừa là bơm đồ cho nó đỡ ấy. Thằng nào với con Katha nó cũng lở, đánh được 4 làm cái gì đâu. Màn hình máy chim sẻ 21. Huy 45, Huy vẫn đang đi quản. Kamachi vẫn đợi 3 thôi. Vẫn đời 3 thôi. Trước đó là một tên mà Lam cũng rũi hai kích vào, tuy rằng là không đánh chết được màu Lam nhưng cũng khiến cho màu Lam game thủ Kamachi mất là rất là nhiều quân rồi. Tầm này nếu như mà Kamachi hồi lại quân, à sóc lại quân thì anh ta sẽ không có lực lên 4 và ở vâng, hướng ngược lại, nếu như anh ta không sóc quân thì anh ta mới có thể lên được 4. Và đây sẽ là thời cơ để cho những đơn vị chém của cả Huy và cả Hào dồn lên. Quấy nó thôi được nhá. Cố gắng đánh vẫn còn nhà, giữ nhà được, đừng có bỏ nhà. Cho đồng đội dễ đánh. Tham này 137 đến từ Nam Skill. Đúng rồi. Nó đang gãi lại rồi, đang cơ cấu gãi lại rồi. Thôi thế trận này đánh giờ là không cửa thua nữa rồi. Đánh chậm thôi. Ngồi gọi là thư giãn một tí đi, lấy tinh thần đánh trận sau. Đấy, 39 rồi. Và màu 5 đã lên đời xong, lên 4 xong. Hào bơm cho sảy lên 4 luôn được, giờ không cởi hơn cho Nam nữa, tự nó lại khỏe, tự khỏe lại rồi. Bơm cho sảy lên 4 luôn. Sảy đóng nhà đi em. Sảy. Em bơm em Huy bay nhà, bơm hết đồ cho sảy bớt lại gỗ thôi. Rồi xong chạy về hồi đi.
Rồi em vứt cho Lam vứt cho Hào khoảng 15 con cung A được. Lên 12 giờ để kê cho Hào. Có lẽ rằng Lacy sẽ đẩy Hào luôn đấy. Đó, chuẩn bị bơm vàng Hào, bơm hết đi, bơm tất tịt vàng đi. Hào đang khỏe quá. Rồi sẽ vừa kích 4 và vừa sóc dân. Ui giời. Ông Huy này ngáo thật đấy, tôi báo nó lên 4 từ lửa tiếng trước rồi, ông Huy bây giờ lại báo cho các người đồng đội của mình toàn đọc báo cũ rồi. Lần sau chủ động lên. Đừng để phải hỏi mới trả lời. Đánh rất bị động. Bởi vì đánh đế chế nó cuốn, nó tập trung lắm anh em ạ. Rất là cuốn và rất là tập trung luôn. Đây rồi, Nam đang có một tên xác định là thiêu luôn vào 6 giờ để bắn hết các cơ sở hồi của đối phương. Thiêu luôn cũng được. Ở nhà thì cứ tăng thật nhiều ra đánh cung á lửa thôi, chả phải đánh cái gì khác. Có, thoải mái vàng cho em. Thoải mái vàng cho em, sóc đập đôi, à lên đập đôi luôn, lên thẳng. Không phải đào tí vàng nào hết. Đầu máu chưa sẻ. Rồi. Ôi giời ơi, ông này giờ còn công ca, tội đến thần kinh với ông mất. Xích cổ nó lại. Cáu lắm rồi. Đủ chưa em? Đủ chưa, nói lên sẻ ơi. Thế hỏi phải trả lời chứ gì rồi. Tháng nào có định lĩnh lương không? Vâng, lực của Mạnh Hào là bất tận. Vô tư đi. Đấy, lực của Hào là bất tận. Vô tư đi. Vâng, tham lít mốt. Cần đi có tên chơi xong mông đau đấy. Một tên đóc gì từ đằng sau lưng nhà của Lam Sukiu. Hồi hiểm thật. Hồi cả giữa nhà Lam và Hào không ai phát hiện ra. Hồi rất hiểm. Vàng cái gì? Vàng cái gì tầm này nữa? 1-3. Vâng, quân xấu hơn mà chúng ta có được chiến thắng. Đây sẽ là một liều thuốc tinh thần. Một liều thuốc tinh thần để cho các game thủ của Clan FPS sẽ gọi là thoải mái hơn về tâm lý. Bởi vì nếu như để thua đến 4 trận không thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Nó sẽ khiến cho cái tâm lý thi đấu của các anh em rất là nặng nề. Và với chiến thắng này thì hy vọng các game thủ sẽ bay hơn và có một cái phong độ tốt hơn ở những trận thi đấu tiếp theo. Và chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong một ít phút để đến với trận thi đấu tiếp theo, trận đấu thứ 5. Không nhắc không được anh em ạ. Cũng muốn chỉ bình luận cho anh em lắm thôi nhưng mà phải nhắc. Tránh trường đắc nhá. Vâng. Không chim lợn không được anh em ạ. Rất là xin lỗi anh em, những anh em nào mà nghe khi mà đang nghe mình bình luận, khi mà mình đang nghe mình bình luận mà khó chịu khi mà mình có những cái chim lợn cho game thủ đánh thì rất là mong anh em thông cảm, bởi vì nói chung là mục tiêu chung thì anh em đều muốn thắng cả thôi. Nên là buộc phải vừa bình luận vừa chim lợn anh em ạ. Cái này mọi người thông cảm giúp em nhé. Tiếng game to lên à? Ok anh ơi. Ok ok. Và bây giờ em mới có thể sảnh ra một tí để có thể gọi là ngồi tương tác với anh em. Em có một cái rất không hài lòng với team của mình, đấy là anh em đánh quá bị động. Thực sự phải nói luôn. Cái này cần phải cải thiện thật nhanh. Đánh quá bị động, toàn đợi hỏi mới trả lời. Là mình thấy cứ khoảng 5 phút đi. Ở thời điểm kể từ khi mà lên xong đời 3 bắt đầu gọi là chém nhau, cứ 5 phút đi, cần phải nghe được một cái thông tin thông báo về timeline để biết nhà nào khỏe. Nó phải thành một cái thói quen.